Đề thi của cô là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Cô mời các em lắng nghe một đoạn ngâm thơ của hai ngâm sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan và nghệ sĩ Trần Thị Tuyết trình bày. Cô mời các em lắng nghe. Mình về mình có nhớ ta, mười lăm năm ấy thiết tha, mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ buồn. Tiếng ai tha thiết bên cùng, bưng quân tâm già bồn chồn bước đi. Áo tràm đưa bụi phấn đi, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Và bây giờ cô trò ta sẽ cùng nhau giải câu hỏi nghị luận văn học này. Trước hết cô muốn các em nhìn lại, nhớ lại yêu cầu chung của bài văn nghị luận văn học. Thứ nhất, bài viết của chúng ta phải đảm bảo được cấu trúc của một bài văn nghị luận. Mở bài phải nêu được vấn đề nghị luận, thân bài phải triển khai được vấn đề nghị luận và kết bài khái quát được vấn đề cần nghị luận. Phần thứ hai là chúng ta phải xác định được vấn đề cần nghị luận, đó chính là đoạn thơ đầu của bài thơ Việt Bắc. Phần thứ ba, các em triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. Và ở chỗ này, các em có thể vận dụng các thao tác lập luận. Các em có thể triển khai theo nhiều cách. Các em cần phải kết hợp chặt chẽ lý lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề một cách thuyết phục nhất. Phần tiếp theo là yêu cầu về hình thức của bài văn. Chính tả, dùng từ, đặt câu phải đảm bảo. Và cuối cùng, 0,5 điểm dành cho bài viết sáng tạo, thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cụ thể cách triển khai câu hỏi trong đề bài. Phần thứ nhất là mở bài. Như đã giới thiệu ở những tiết học trước, mở bài chúng ta gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần dẫn dắt. Phần dẫn dắt chúng ta có thể đi từ nhiều cách khác nhau. Có thể đi từ vị trí và phong cách thơ của Tố Hữu. Có thể đi từ đề tài chia ly. Bởi vì các em biết, đây là một đề tài rất quen thuộc trong văn chương. Chúng ta đã có cuộc chia ly giữa Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên ở Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên chia Quảng Lăng. Chúng ta có cuộc chia ly của người chiến sĩ từ dã gia đình để lên chiến khu trong Tống Biệt Hành của Thâm Tâm. Và nhắc tới những bài thơ viết về đề tài chia ly, chúng ta sẽ thấy có một cuộc chia ly hết sức đặc biệt, một cuộc chia ly mang tính lịch sử, một cuộc chia ly trong lòng dân tộc được Tố Hữu thể hiện trong bài thơ Việt Bắc. Một cách khác, các em có thể dẫn dắt từ nhận định, đó là những chia sẻ của nhà thơ Tố Hữu. Muốn dẫn dắt theo cách này, các em cần phải tích lũy được những câu nhận định. Cô gợi ý chẳng hạn, các em có thể lấy câu của Tố Hữu: tôi phải lòng nhân dân mình, đất nước mình, viết về nhân dân mình, viết về đất nước mình, tôi như đang viết về người đàn bà mà mình yêu. Cái tình yêu đối với đất nước, tình yêu đối với nhân dân ấy đã tạo nguồn cảm hứng dạt dào để Tố Hữu viết nên những trang thơ đã từng làm lay động biết bao thế hệ con người Việt Nam. Và một trong số đó chắc chắn không thể không nhắc tới bài thơ Việt Bắc. Hoặc các em cũng có thể đi từ nhận định của những nhà phê bình, của những nhà văn, nhà thơ nhận định về Tố Hữu. Chẳng hạn, Nguyễn Bình Thi đã từng nhận định: trọn đời Tố Hữu là một người chiến sĩ cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng. Trong lửa thơ anh có biết bao yêu thương đằm thắm dành cho quê hương đất nước và con người của đất nước quê hương. Từ câu dẫn đó, chúng ta nhanh chóng nối vào để giới thiệu đoạn thơ.
Khi giới thiệu đoạn thơ, cô muốn các em nêu khái quát nội dung của đoạn thơ. Đoạn thơ chính là khúc hát ân tình thủy chung của con người kháng chiến trong giờ phút chia ly. Và sau đó hãy trích dẫn thơ ra cho cô. Phần thứ hai đó là phần thân bài, phần quan trọng nhất trong bài văn của chúng ta. Bước thứ nhất đó chính là chúng ta phải giới thiệu chung, giới thiệu về tác giả, kèm quan sát những thông tin. Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng, là nhà thơ lớn của thơ ca Việt Nam hiện đại. Đây là vị trí của Tố Hữu trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại mà không thể phủ nhận. Các em có thể diễn đạt theo một cách khác, Tố Hữu là người lĩnh sướng cho cả dàn hợp sướng của thơ ca cách mạng. Thông tin thứ hai, thơ Tố Hữu kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và cách mạng. Đây là câu các em giới thiệu một cách ngắn gọn, cô đọng xúc tích về phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Tiếp đến, hãy giới thiệu cho cô các thông tin về bài thơ Việt Bắc. Bài thơ là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu và cũng là thành tựu xuất sắc của văn học Việt Nam thời kỳ chống Pháp. Đây chính là thông tin về vị trí của tác phẩm để chúng ta kết nối với phần giới thiệu về tác giả. Thứ hai, bài thơ được viết sau hoặc khi hòa bình lập lại, nhân một cuộc chia tay lớn, một cuộc chia tay lịch sử của dân tộc. Các em biết, những cảm hứng trong sáng tác của thơ Tố Hữu đều được khơi gợi từ các sự kiện lịch sử. Và Việt Bắc đã được khơi gợi từ một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Và lúc này, cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ rời Việt Bắc để về với thủ đô Hà Nội. Đó là một cuộc chia tay lớn, chia tay với một thời cách mạng, chia tay với đồng bào, chia tay với nơi đã từng nuôi dưỡng và che chở mình. Trong khoảnh khắc chia tay đầy xúc động ấy, Tố Hữu với biết bao nhiêu cảm xúc đã viết nên bài thơ này. Và sau đó, hãy giới thiệu khái quát cho cô về nội dung của bài thơ Việt Bắc. Bài thơ vừa là một khúc hùng ca, vừa là một bản tình ca về cuộc kháng chiến, về con người kháng chiến. Và thông tin thứ ba, trong đoạn văn giới thiệu của các em, hãy giới thiệu cho cô về vị trí đoạn thơ. Lưu ý, nếu Việt Bắc là một bản tình ca, thì 8 câu thơ đầu tiên là khúc dạo đầu phân ly đầy tha thiết. Khúc dạo đầu này đã tạo ra, đã mở ra âm điệu chủ đạo cho toàn bộ thi phẩm. Ta sang bước tiếp theo, đó chính là cảm nhận đoạn thơ. Như đã hướng dẫn ở những tiết học trước, phần cảm nhận đoạn thơ, ý thứ nhất các em phải đi vào cảm nhận nội dung. Trước hết là nỗi niềm của người ở lại được thể hiện trong 4 câu thơ đầu. Mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Khi cảm nhận nội dung này, chúng ta phải chỉ ra được, phải phân tích được những nỗi niềm của người ở lại. Vậy đó là gì? Sự gắn bó nồng đượm và thắm thiết dành cho người ra đi. Các em có thể thấy trong rất nhiều cách xưng hô ở bài thơ này, Tố Hữu đã mượn cách xưng hô rất quen thuộc, mình, ta. Người ở xưng là ta, gọi người đi là mình. Đây là cách xưng hô vừa quen vừa lạ. Vì sao quen? Vì mình và ta là cách xưng hô rất quen thuộc trong đời sống của người Việt, cũng như trong ca dao. Mình về để áo lại đây, phòng khi ta đắp gió tây lạnh lùng. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta để câu thơ. Đó là cách xưng hô rất gần gũi thân mật trong tình cảm quan hệ riêng tư, tình nghĩa vợ chồng, tình yêu lứa đôi, tình bạn bè thắm thiết. Tuy nhiên, cách xưng hô ấy đi vào thơ của Tố Hữu không còn được dùng để chỉ quan hệ tình cảm riêng tư, cá nhân, mà lại để chỉ một quan hệ cộng đồng, để chỉ tình cảm của những con người kháng chiến, những người cán bộ cách mạng về xuôi và đồng bào Việt Bắc ở lại. Vì vậy, với cách xưng hô này, chúng ta có thể thấy cái tình cảm mà người ở lại, tình cảm mà đồng bào Việt Bắc dành cho những người cán bộ cách mạng về xuôi là một tình cảm sâu nặng, nồng đượm, thắm thiết như tình yêu lứa đôi, như tình nghĩa vợ chồng. Nỗi niềm thứ hai đó là sự băn khoăn và e ngại. Các em có thể thấy vì sao Tố Hữu để cho người ở lại lên tiếng trước. Trong bất kỳ một cuộc chia ly nào, người ở lại cũng là người mang một tâm thế, mang một nỗi niềm rất nặng nề. Và ở đây
Các em chú ý, cái sự băn khoăn e ngại của người ở lại đã được thể hiện rất rõ trong điệp khúc Mình về, mình có nhớ, mình về, mình có nhớ. Không phải một lần, mà đến hai lần. Cụm từ đó được lặp lại, ngữ điệu nghi vấn đó được lặp lại như một điệp khúc, tạo nên một âm điệu khắc khoải và tha thiết. Khắc khoải tha thiết bởi vì đó là điệu lòng của người ở lại. Người ở lại đã nhận ra được, cùng với cuộc chia ly này là một sự thay đổi rất lớn đối với người ra đi. Từ Việt Bắc, từ thủ đô gió ngàn về với Hà Nội. Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, cuộc sống thay đổi, biết đâu con người cũng sẽ đổi thay. Điều này các em đã thấy khi chúng ta học bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Ấy thế nhưng, từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, như người dưng qua đường. Vì vậy, điều băn khoăn e ngại này trong lòng của người ở lại cũng là một điều hết sức tự nhiên. Liệu người đi có quên mình, liệu người đi còn có nhớ? Sự thay đổi trong tình cảm của người ra đi là điều e ngại và cũng là nỗi niềm trong lòng của người ở lại. Lắng nghe được điệu lòng đấy, chúng ta mới thấy nghĩa tình mà đồng bào dành cho người cán bộ cách mạng nó nặng sâu đến mức nào. Và các em chú ý, còn một nỗi niềm nữa, người ở lại gợi nhắc lại những kỷ niệm cũng là để nhắn nhủ, để nhắc nhủ không quên. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Bốn câu thơ là hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất gợi nhắc lại thời gian 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Thời gian không phải được tính bằng ngày tháng năm. 15 năm nếu tính thời gian lịch sử, đấy chính là năm 1941 khi chiến khu Việt Bắc được thành lập, và đến năm 1954 thời điểm diễn ra cuộc chia ly này. Nhưng người ở lại đã không tính khoảng thời gian ấy bằng các sự kiện lịch sử, bằng ngày giờ tháng năm, mà bằng những thiết tha mặn nồng. 15 năm là thời gian nghĩa tình, là thời gian gắn bó. Câu hỏi thứ hai gợi nhắc về không gian. Không gian được mở ra bằng hình ảnh nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Về với thủ đô, nhìn thấy cây có nhớ núi. Về với thủ đô, nhìn thấy sông có nhớ nguồn. Không gian Việt Bắc được gợi ra bằng hai hình ảnh, núi và nguồn. Cô lưu ý các em, trong tâm thức của người Việt và trong tư duy của chúng ta, thì hình ảnh núi và nguồn là những hình ảnh mang tính tượng trưng, mang ý nghĩa cội nguồn. Với những hình ảnh này, người ở lại muốn nhắc với người ra đi về hãy luôn hướng về cội nguồn, hãy luôn hướng về Việt Bắc như một cái nôi của cách mạng, của cuộc kháng chiến. Bốn câu thơ sau, nhà thơ tập trung thể hiện tâm tình của người ra đi. Vậy thì đáp lời của người ở lại, người ra đi đã có những tình cảm gì, có những tâm tư gì? Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Người ở lại nói thiết tha, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Người đi cảm nhận tiếng ai tha thiết bên cồn. Các em chú ý cho cô sự hô ứng ngôn từ. Người ở nói thiết tha, người đi cảm nhận được sự tha thiết. Sự hô ứng ngôn từ này đã cho thấy người ở và người đi đang hòa chung cùng một nhịp lòng. Họ đồng vọng cùng nhau, họ đồng điệu cùng nhau, họ cùng chung những thương nhớ. Nỗi niềm tâm tình tiếp theo, một cảm xúc rất phức tạp, một cảm xúc rất phức hợp trong lòng của người ra đi. Buồn có, nhớ có, mừng có, lo có, xen lẫn vào nhau. Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Câu thơ sử dụng hai từ láy, bâng khuâng và bồn chồn, đã diễn tả rất chính xác cảm xúc trong lòng của người đi lúc này. Bâng khuâng là hoài niệm, là thương nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Bồn chồn là hồi hộp, là xốn xang, là mừng vui vì miền Bắc đã hòa bình.
nhưng lo lắng vì công việc phía trước vẫn còn nhiều. Và cái trăn trở làm thế nào để trải nghĩa, làm thế nào để tri ân, làm thế nào để xứng đáng với đồng bào Việt Bắc đã cưu mang, đã che chở cho mình. Cho nên biết bao nhiêu nỗi niềm, biết bao nhiêu cảm xúc đang trào dâng trong lòng người ra đi. Các em thấy câu thơ có 8 chữ thì có đến 4 chữ gồm 2 từ láy đã diễn tả tâm trạng. Nó như những vòng sóng cảm xúc, nó như những vòng sóng của tâm hồn đang lan tỏa. Và cuối cùng, trong khoảnh khắc chia tay, không thể không có sự bị dị và lưu luyến. Áo chàng đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Cô thấy Tố Hữu đã sử dụng một cách rất tinh tế khi lựa chọn hình ảnh áo chàm xuất hiện trong cuộc chia tay này. Các em biết, chiếc áo đã trở thành kỷ vật chia ly, chiếc áo đã mang bao lưu luyến bị dị của tâm tình người đi và kẻ ở. Mình về, ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo, ta đề câu thơ. Hay trong đoạn trích Thúc Sinh Từ Biệt Thúy Kiều, Nguyễn Du đã viết, người lên ngựa, kẻ chia bào. Hình ảnh chia bào là hình ảnh rời áo, buông áo, thể hiện sự níu luyến, sự bị dịn của người ở lại đối với người ra đi. Với việc sử dụng hình ảnh áo chàm này, tác giả như gọi về bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu bị dịn của biết bao nhiêu cuộc chia tay. Và quan trọng hơn nữa, áo chàm cũng là một sắc áo rất đặc trưng, rất quen thuộc của đồng bào Việt Bắc. Cái màu chàm bền đậm ấy, nó gợi nhắc, gợi nhớ nghĩa tình thủy chung son sắc. Phân tích hai câu thơ này, các em chú ý thêm cho cô cử chỉ cầm tay không nói, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Có những lúc không nói gì lại nói rất nhiều thứ, có những lúc vô thanh lại thắng hữu thanh. Các em có thể thấy cầm tay không nói nhưng thực chất là ghi tạc sắc son, là lòng dặn lòng không thể nào quên. Và đặc biệt câu thơ bát, bình thường ngắt theo nhịp chẵn, ở câu thơ này ngắt theo nhịp lẻ một cách đầy bất thường. Cầm tay nhau, biết nói gì hôm nay. Đọc câu thơ lên, các em sẽ thấy nhịp thơ tạo ra những khoảng trống, nhịp thơ tạo ra những khoảng lặng, nó như sự ngập ngừng, nó như sự quyến luyến, không nỡ rời xa của người ra đi. Vậy là chia mà không thể rời, xa mà vẫn đầy bị dị và quyến luyến. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai trong bài viết của mình, các em phải chú ý làm rõ được nghệ thuật của đoạn thơ. Tất nhiên, những tín hiệu nghệ thuật này, những đặc sắc nghệ thuật này chúng ta đã phân tích khi chúng ta cảm nhận nội dung. Nhưng ở đây các em cần có một đoạn văn để nhận xét, đánh giá lại những đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ. Trước hết, chúng ta thấy rõ kết cấu đối đáp mình và ta. Đây là kết cấu rất quen thuộc, mang âm hưởng ngọt ngào của khúc hát giao duyên trong ca dao. Như vậy, Tố Hữu đã sử dụng một kết cấu rất quen thuộc của thơ ca dân gian. Tuy nhiên, quen mà rất lạ. Vì các em thấy, mình và ta, tuy hai mà một, hai người đấy, nhưng thực chất là sự phân thân của cái tôi trữ tình Tố Hữu. Hai người đấy, nhưng cùng chung một tấm lòng, thương nhớ, thủy chung. Một đặc sắc nghệ thuật thứ hai nữa của đoạn thơ đó chính là thể thơ lục bát. Đây là thể thơ của dân tộc, đây là niềm tự hào của di sản thơ ca Việt Nam. Và thể thơ lục bát đã được Tố Hữu sử dụng trong bài thơ này nói chung, trong 8 câu thơ đầu nói riêng, vừa mang âm hưởng của ca dao, vừa mang màu sắc của thơ ca cổ điển. Cách ngắt nhịp linh hoạt lại khiến cho thể thơ mang dấu ấn của thơ ca hiện đại. Và đặc sắc thứ ba, giọng điệu thơ, tâm tình, thiết tha, sâu lắng. Một đặc sắc nữa là ngôn ngữ, hình ảnh thơ, bình dị, giàu sức biểu cảm. Như vậy, chúng ta vừa cảm nhận xong nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Chúng ta sang ý thứ ba, đó chính là các em đánh giá chung về đoạn thơ cho cô. Và cô lưu ý nếu trong trường hợp không còn thời gian, thì ý này của các em có thể được xem là một ý kết bài. Khi đánh giá về đoạn thơ, hãy chỉ ra cho cô nét đặc sắc, nét riêng biệt, nét mới mẻ. Và muốn thế, chúng ta sử dụng thao tác so sánh. Các em thấy đoạn thơ viết về một đề tài rất quen thuộc, đề tài chia ly, đề tài đã từng được nhiều nhà thơ khai thác. Nhưng trước một đề tài quen thuộc, nhà thơ đã thể hiện một tình cảm mới.
Đó không phải là tình cảm của một người bạn với người bạn, không phải tình cảm của một người vợ với người chồng, không phải tình cảm của một người con với gia đình trong khoảnh khắc chia ly, mà đó là tình cảm gắn bó thủy chung của những người cán bộ cách mạng về xuôi và đồng bào Việt Bắc. Đó là tình cảm chính trị, tình cảm cộng đồng, tình cảm của những con người kháng chiến. Và các cuộc chia ly thường sầu buồn, thường bi thương, nhưng cuộc chia ly này chúng ta sẽ thấy cái màu sắc của nghĩa tình nó nhuốm đậm, nó bao phủ toàn bộ cuộc chia ly. Nghĩa tình cách mạng vốn mang tinh thần của thời đại ấy đã hòa chung vào với đạo lý sống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Bên cạnh đặc sắc về nội dung, các em hãy chỉ ra cho cô những đặc sắc về nghệ thuật mà chúng ta đã từng nói ở phần cảm nhận nội dung. Đó chính là nghệ thuật đoạn thơ vừa mang phong vị của ca dao, vừa mang màu sắc của thơ ca cổ điển, vừa đượm dấu ấn của thơ ca hiện đại. Đây có thể nói là sự tìm tòi, sự sáng tạo đã khẳng định được tài năng không thể phủ nhận của nhà thơ Tố Hữu. Từ đó, các em hãy khái quát cho cô ý nghĩa của đoạn thơ. Đoạn thơ là khúc dạo đầu phân ly, mang âm hưởng chủ đạo của một bản tình ca, vừa góp phần khẳng định phong cách thơ của nhà thơ Tố Hữu. Hãy viết cho cô ý nghĩa của đoạn thơ đối với tác phẩm và ý nghĩa của đoạn thơ đối với nhà thơ. Cô vừa hướng dẫn xong các em phần thân bài, bây giờ chúng ta chuyển sang viết phần kết bài. Các em hãy khái quát lại vẻ đẹp của đoạn thơ. Đạo lý sống truyền thống của dân tộc hòa trong tình cảm cách mạng của con người kháng chiến được thể hiện bằng hình thức thơ vừa truyền thống vừa hiện đại đã làm nên sức hấp dẫn riêng cho đoạn thơ. Và chúng ta khẳng định đó là thơ cho đời mà nhà thơ đã dâng tặng bằng cả tài năng và tấm lòng của mình. Cô để ba chữ thơ cho đời trong ngoặc kép bởi vì Tố Hữu đã từng có một tâm nguyện: xin tạm biệt cuộc đời yêu quý nhé, còn mấy vần thơ một nắm cho, thơ để cho đời, cho bón đất, còn sống là cho và chết cũng là cho. Phần thứ hai, các em hãy bộc lộ suy nghĩ tình cảm của mình. Đây là một số gợi ý ạ. Đọc đoạn thơ, ta thấu hiểu trân trọng và tự hào về vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam ở một thời gian khổ mà thấm đượm nghĩa tình. Đoạn thơ cũng khơi gợi, bồi đắp trong chúng ta tình cảm gắn bó với quá khứ, lối sống ân tình thủy chung. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong cho các em để ôn tập số 3.